Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. Hello, chào các bạn. Mình là Jenny đây và hôm nay mình sẽ làm một cái video gọi là ngủ trong trường. Cái gì thế? Các bạn hiểu rồi phải không? Các bạn theo dõi Instagram của mình đi. Ok, vào thôi nào. Wow, hay không kìa. Mình đã thay đồ rồi và bây giờ mình đang chuẩn bị đi. Còn đăng video nữa. Quá xin. Và bây giờ mình đang ở trong xe của bạn của mình để đi tới trường. Trời ơi, làm cái gì thế? Oh no. Và đây thì mình đang sắp tới rồi nè. Có bạn nào bây giờ đi học trễ như vậy chưa? Đủ ba đứa rồi thì bây giờ là mình đang chuẩn bị đi mua đồ ăn để mang vào. Mình nghĩ là người khác nhìn mình và nghĩ là mình có vấn đề sợ não, sau đó là vì tự nhiên mình lên đường mà mang cái con này theo nhìn rất là My husband. Qua đường thôi nào. Tụi mình đã tới Skymart rồi, là cái siêu thị đối diện cái trường của mình. Và tới đây sẽ mua những cái xì nát để ăn. Tụi mày đặt làm trò nữa. Suốt ngày giơ ngón tay cái hoài à. Và đây là cái đồ trang phục của mình cho hôm nay nè. Thì trước nhất thì mình mang dép màu đen hiệu Nike. Xong rồi mình mang cái vớ cookie. Và đây là cái quần. Không lẽ là cái gì? Cái áo hoodie màu vàng. Rồi cái đồ cột tóc siêu xến này. Xong rồi cái con ngựa thần béo phì này. Và cái mặt của mình. A few moments later. Và đây là thành quả sau khi shopping của tụi mình. Wow, tự hào quá. Hello. Hello. Tụi mình đã quay lại trường rồi. Đây thì mình nên đi vào trường. Vui không kìa. Mình nhớ là bình thường mình vào đây đâu có dạy đâu. Đi vào thôi nào. Đây là cái cà phê nhưng nó đã bị đóng cửa rồi, là vì tối rồi. Trời ơi, cái chơi một ngày qua đi qua lại quá. Vào được rồi. Trước khi vào thì tụi mình phải check in. Nhìn hơi mờ ám đó các bạn. Ok, và mình đã vào được rồi. Và bạn kia đã bị bỏ lại là vì quên mang theo cái tờ giấy phép của phụ huynh. Buồn trách nhiệm quá. Có ổn không? Và đây là cái khu vực mà tụi mình sẽ ngủ và ô trời ơi. Quá háo hức luôn, mình chạy nữa. Thì cuối cùng thì bạn mình cũng đã vào được rồi. Đúng rồi, không ổn chút nào. Không biết sao nữa nhưng tụi mình cảm thấy hơi chán chán nên đã thắt tóc của bạn này. Bạn hãy ngắm cái kỹ thuật thắt tóc của tụi mình. Yêu bụng nhiều quá. Mày thấy tụi mình pro không kìa. Ha ha, nhưng vớ mình vẫn xinh hơn. Màu hồng nữa. Và đây là khu vực ngủ của mọi người nè. Nhóm của mình thì ngủ trên sofa. Và bây giờ tụi mình đang trên đường đi gym là vì ở đó thì có một cái presentation. Yes. Sau khi cái presentation thì tụi mình đang ở trong cái phòng này để lấy cầu lông để chơi. Give me one. Oh my god, my tricep is so heavy. Quá hức luôn, còn quơ quơ cái vợt nữa. Whoop, chạy thôi nào. Nhảy hoài à. Ok, chơi tiếp thôi. Wow, pro không kìa. Oh no. Bây giờ mới phát hiện ra hả? Tự nhiên đi tắt camera của người ta. Đang vui mà. Đây là một câu chuyện rất là mắc cười nè. Thì trong lúc đang chơi cầu lông thì bạn kia của mình lại đánh cái cầu lông ngay vào cái mắt của bạn của mình luôn. Phải gọi như là rất là mạnh. Và đây là cái thành quả nè. Hai cái mắt không còn đều nữa. Trời ơi, hầu đậu không kìa. Cũng hơi bị tội nghiệp á. Bạn đó đã tạm thời dừng chơi. Nhưng mình lại tiếp tục chơi. Trời ơi, vui không kìa, còn nhảy nhảy nữa. Không có tập trung gì hết. Mình thấy bạn này chơi chuyên nghiệp không kìa. Oh no. Chơi quá cùi bắp nha Jenny. Cũng là giờ ăn rồi thì bây giờ tụi mình đang đi lên. Whoop, hello. Hello, oh no. Đồ ăn đã có rồi thì bây giờ tụi mình đang ăn pizza và uống nước ngọt. Chắc đang bị trầm cảm luôn á. Hello, hello, hello. Mình cũng không biết khúc này mình đang làm gì nữa. Đủ rồi.
Ăn xong thì tụi mình lại vào chỗ này, chỗ yêu dấu này. Toilet không phải là một khu vực diễn thời trang đâu Jenny. Bây giờ thì tụi mình đang ngồi đây thư giãn. Thơm mùi dâu. Trời ơi, các bạn đặt hát nữa. Isolation. And it looks like I'm the queen. I don't care. The wind is howling. Oh yes. Hello, quay lại rồi hả? Phim đầu tiên đang chiếu và đây là cái phim Avengers Endgame. Tuy mình đã coi phim này 3 lần rồi nhưng mình sẽ coi lại là vì phim này rất là hay luôn. Nhìn giống y chang như là hai con ma luôn á. Wow, quá háo hức luôn. Làm cái trò gì thế? Ồ, cũng hơi hay á. Với khúc này khiến mình rất là... các bạn hãy coi đi. Một tiếng đã trôi qua và bây giờ mình đang vẫn coi phim. Trong khi các bạn mình đã bỏ mình hết rồi, mình vẫn ngồi đây một mình coi. Yeah. Cô đơn quá đi. Trời ơi, 12 giờ rồi hả? Thì bây giờ mình đang edit video là vì mình muốn chủ động. Có khi mình cảm thấy như là mình bị khùng khùng điên điên thiệt luôn á. Và đây thì cũng là gần cuối phim rồi. Hello, mình là bé Jenny cô đơn. Tèo 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 tèo. Mình đã coi phim xong rồi nên bây giờ mình sẽ đi với bạn mình. Hello hello hello. Hi. Wow, ngon quá. Hai bạn kia thì đang làm cái scavenger hunt nên tụi mình không làm, nên tụi mình chỉ đứng đây thôi. Whoop, lại quay lại chỗ này. Ok. Bang. Quá cùi bắp. Cũng là 2 giờ rồi và bây giờ tụi mình đang ở ngoài sân và chụp hình nhưng nó lại bị fail. Cuối cùng bạn này mắt cũng ổn rồi. Mình nghĩ là những người đi ngang nhìn thấy sẽ nghĩ tụi mình bị vấn đề sờ não là vì tự nhiên 2 giờ đêm mà đứng ở ngoài đây chụp hình. Quá khùng. Tiết mục chụp hình tại sân lại bị fail nên tụi mình sẽ chụp hình thumbnail tại chỗ này là vì ánh sáng tốt hơn. Trời ơi, 3 giờ rồi, ghê quá. Vì quá đói nên tụi mình sẽ lấy mì làm. Nãy nguyên bàn đầy mì luôn, bây giờ còn chút xíu à. Đây là hai ly mì tụi mình đã chọn, Hảo Hảo và cái này. Quá hấp dẫn. Vì cái máy nước nóng đằng kia hết nước rồi nên tụi mình sẽ chạy tới cái máy nước nóng ở chỗ khác để lấy nước. Cũng hơi xa chút xíu. Máy nước nóng ơi, mày đâu rồi? Ồ đây nè. Máy nước nóng cả chớn này lại hết nước rồi nên không có nước nóng để làm mì. Tiếp tục hành trình đi tìm nước nóng thôi nào. Cuối cùng cũng tìm thấy cái máy nước nóng ngay cái hồ bơi. Đi hơi bị xa luôn á. Ở đây thì tối thui luôn nên tụi mình phải dọi đèn. Bây giờ là 3 giờ, hình như mình cũng không sợ chút nào luôn, không biết sao nữa. Các bạn thấy cái sáng kiến hay không kìa? Vì không có chỗ cho mình ngồi nên mình sẽ ngồi lên cái đống dép của bạn mình. Quá thông minh và sáng tạo phải không? Quá là ổn luôn. Ăn thôi nào. Yeah. Bữa ăn hoàn hảo không kìa. Và ngon quá. Không có nĩa nên mình sẽ ăn bằng cái này. Bang. Ăn xong rồi thì bây giờ tụi mình sẽ đi tiếp. Hồi nãy mình lại quay lại chỗ này chơi bóng chuyền nhưng mình không quay là vì mình cảm thấy hơi nhục. Gần 3 giờ rồi mà vui không kìa. Hiện tại thì đang chiếu phim ma và mình không coi là vì rất là sợ nên mình sẽ bỏ chạy. Tụi mình đã trốn vào cái phòng nhạc và tụi mình sẽ biểu diễn cái bài này các bạn nè. Hay lắm, các bạn nghe đi. Trời ơi, thôi bỏ đi, sai nghề rồi. Tụi mình đang cảm thấy không ổn chút nào. Cũng là 5 giờ rồi và mình cảm thấy hơi buồn ngủ nên mình sẽ quay lại cái phòng này và coi phim La La Land. Yeah, rất thích phim này luôn á. Nhưng mình nghĩ mình sẽ không ngủ được là vì cái sàn quá cứng. Còn và trong lúc tụi mình đi thì các bạn khác đã cướp cái sofa rồi. Yeah. Và lúc này thì gọi như là tất cả mọi người đã ngủ rồi và mình vẫn còn thức coi phim.
Nhưng mình nghĩ là mình sẽ gật ngủ. Wow, hạnh phúc không kìa. Bấy giờ rồi và tụi mình phải thức dậy chuẩn bị đi. Bye bye chỗ này nha. Và trường cho mình ăn cái này nè. Trứng với bánh mì. Và lúc này thì mọi người đều không hoạt động như bình thường và mình cũng vậy luôn. Whoop. Cái mắt mình như là hai cái đường trên cái mặt mình vậy. Là vì mình chỉ ngủ cho 2 tiếng thôi và mình quá buồn ngủ nên mình sẽ quay lại nhà mình và ngủ. Mình đang cố gắng hết sức để mở mắt đó các bạn. Bye bye, mình sẽ đi ngủ thôi. Trời ơi, mình không hiểu sao mình ngủ tới 4 giờ luôn các bạn. Quá sảng khoái. Các bạn đừng có thức giống mình nha. Ok, bye bye.